Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Uống rượu bia rồi điều khiển xe máy, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, Duy đã điều khiển xe tông vào một đại úy công an. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy Tỉnh Hòa Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối với Ngô Văn Ngọc Duy, sinh năm 2004, trú thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội chống người thi hành công vụ. Thông tin được biết, ngày 12 tháng 2, công an huyện Lạc Thủy tạm giữ Ngô Văn Ngọc Duy do không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện Lạc Thủy, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 77 100 quốc lộ 21A, thuộc địa phận thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy thì phát hiện xe máy do Ngô Văn Ngọc Duy điều khiển, chở Nguyễn Hữu Dư lưu thông từ xã Phú Thành về xã Phú Nghĩa, tiếng bô xe nổ to. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng, tuy nhiên, Ngô Văn Ngọc Duy không chấp hành, tăng ga điều khiển xe với tốc độ cao lách qua phần đường bên trái đâm vào đại úy Nguyễn Việt Thắng, cán bộ tổ tuần tra kiểm soát giao thông. Theo cơ quan công an, mặc dù đã chủ động cảnh giác, song do tình huống bất ngờ, khoảng cách gần nên đại úy Nguyễn Việt Thắng không kịp tránh. Hậu quả đại úy Nguyễn Việt Thắng bị gãy chân phải, xe máy của đối tượng bị hư hỏng nhẹ. Ngay sau đó, qua kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Văn Ngọc Duy vi phạm mức 91mg trên 100ml. Nguyễn Hữu Dư ngồi phía sau có kết quả nồng độ cồn 117mg trên 100ml. Hiện, Công an huyện Lạc Thủy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.